Nãy có ông bạn trên group nói về mua cái cảng của thằng Sachio Raider á. Nhưng cái cảng đó thì mình nghĩ nó yếu hơn cái cảng của mình rất là nhiều. Cái cảng của mình là cái cảng của thằng Sirius nha, của thằng Sirius. Cái bát ở trong đây nè, thấy không? Thì mình đã cắt ra nè. Mình không chìa phá đến nhà rồi. Mình cắt ra đem lấy chìa phá cái. Đây nha, mình lấy chìa phá rồi. Mình sẽ nói ra. Đây, mình sẽ bạn nha. Cái bát của nó là nó sẽ thẳng ra như thế này nè ha. Nó hai ốc của Sigurd đó là hai ốc hai bên đây gì nè. Đó, mình cắt xéo xuống đây cho nó vừa phập vô cái này nè, cho phập xuống cái miếng này nè ha. Đó, nè không có nó là thẳng qua đây, cái cắt qua đây, lên đây nè, nó hình vuông gai nè. Đó, và mình cắt xéo này, mình lấy cái đồ cái miếng dư của cái nghĩa là nó có khoan lỗ sẵn rồi nằm đây nè ha, mình bắt qua đây để mình hàn vô đó, không hàn vô cho nó nằm với cái bát của thằng cái sườn bát sườn đuôi của thằng sa chia cái đơ á, rồi mình để vô mình hàn ha đó. Thấy không đó. Của thằng sĩ gút đó thì nó sẽ lên đây nè, nó xéo xuống đây thì bắt xuống cái bát sườn của nó đó. Này thì mình chế lại nè, đó, mình lấy cái tận dụng cái miếng cắt bỏ này nè, mình không bỏ nhưng mà mình gắn vô mình xài luôn. Đó, mình để gì thì nó sẽ phập ra vô này ha. Đó, nó rất là cứng. Cái miếng này là miếng thẹp vô sườn nè, mình tháo áo này ra. Còn cái miếng này là cái miếng đi ra ngoài cái cửa hàng sắt á, mua mấy miếng mẹp gì nè, em thấy không? Mỏng bét này ha. Miếng mẹp. Đó, miếng mẹp nó mỏng hơn cái miếng này nè ha. Mỏng nhưng mà nó rất là cứng nha. Đó. Mình cắt nguyên miếng hàng dài đo từ cái miếng này lên miếng này là khoảng bao nhiêu ha, mình tự mình làm nha, mình không lấy được, mình khoan hai lỗ. Và cái chân cái miếng này á, mình canh cái chân chó này nè, mình cắt ngang miếng và để mình bẻ cho nó cong dãnh lên này nè, ngay đây là bắt xuống đây ha, rồi mình hàn vô cái chân chó này nè, này ha, thì định canh mình hàn vô chừa khoảng một phân gì đó nha, đưa cái tay vô vừa nè ha. Mình hàn vô đây nè, đây bát hàn nè, thấy không? Đó, mình hàn vậy đó, thấy không? Hàn đơn giản vậy thôi. Bên đây thì cũng vậy, là hình vậy luôn, hai cái khoan hai lỗ thẳng ra cắt ngang đây, nguyễn đừng đứt quá hơi, đừng đứt lìa được rồi, đừng đứt lìa, thấy không? Mình mở ra, mình mở hai ốc này ra dưới ngón ở trên đây ra với hai bên kia vậy, vậy đó là mình lấy cái này ra được là cái gu à. Cái này nè cứng, rất là cứng nè. Cái cảng này là con vợ của mình đó, 45 kg, 45 50 kg, ngồi lên đây phải gu luôn, 45 kg ngồi lên đây là phải gu luôn. Cứng cứng rất là cứng nha, chở đồ rất là ấy nữa, nhưng mà nó gọn nha, thấy không, thì nó rất là gọn luôn, thấy không? Cái dài dài zin của người đơn nha, dài zin của nó nha, cái này là 3 năm mình, thấy không? Mình cứ chế cái bát ở dưới đây này nữa nên giữ được ha, nó bị nứt nha. Đó, dài zin nó nha, gà dài rất là dài nhưng chúng phải dài sẽ chia nha, 3 năm rồi đó. Ha, đây là mình sẽ nói về cái phần này, anh em mà cái xài thì làm theo hướng dẫn mình nói đó, rất là cứng và gọn nữa. Còn muốn mua kia vẫn được, anh em thích nào thì xài đó, mình thích này mình xài này, tại mình chở đồ nhiều quá, thấy không, chở đồ nặng nè, chở sắt chở này kia mà nó nhiều hơn chốc hết nè. Đấy không?